Người ta thường ta nói rằng á là ôi mấy người Việt Cộng khi mới vô Sài Gòn thì nó ngu lắm, nó thấy cái cà phê uống nó coi là cái nồi ngồi trên cái cốc, rồi nó nói tụi nó ngu lắm, nó nói rằng là cái là xe đồng hồ xe cô chạy đầy đường nó không hiểu gì cả. Rồi có người nói nó ngu lắm, nó vô nó thấy cái bồn nhà cầu nó tưởng là cái rồng rửa mặt cho nó úp mặt cho nó rửa vân vân, nó nói là ngu. Thực sự nó ngu là ngu những chuyện về văn minh kia, còn cái quỷ kế, cái xảo thuật, cái đầu óc lưu manh gian trá đó không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói lại, cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Cái sự đầu óc gian manh của người Cộng sản đừng khinh thường nó, đừng có nói nó ngu, đừng có nói nó thấy bồn rửa mặt nó tưởng là chỗ uống nước vân vân, đừng có nói nó ngu trong cái chuyện văn minh, nhưng mà nó rất quỷ quyệt trong đầu óc gian manh xảo trá, không ai bằng Việt Cộng. Tôi rõ không ai bằng Việt Cộng. Người ta thường ta nói rằng là ôi mấy người Việt Cộng khi mới vô Sài Gòn thì nó ngu lắm, nó thấy cái cà phê uống nó coi là cái nồi ngồi trên cái cốc, rồi nó nói tụi nó ngu lắm, nó nói rằng là cái là xe đồng hồ xe cô chạy đầy đường nó không hiểu gì cả. Rồi có người nói nó ngu lắm, nó vô nó thấy cái bồn nhà cầu nó tưởng là cái rồng rửa mặt cho nó úp mặt cho nó rửa vân vân, nó nói là ngu. Thực sự nó ngu là ngu những chuyện về văn minh kia, còn cái quỷ kế, cái xảo thuật, cái đầu óc lưu manh gian trá đó không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói lại, cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Cái sự đầu óc gian manh của người Cộng sản đừng khinh thường nó, đừng có nói nó ngu, đừng có nói nó thấy bồn rửa mặt nó tưởng là chỗ uống nước vân vân, đừng có nói nó ngu trong cái chuyện văn minh, nhưng mà nó rất quỷ quyệt trong đầu óc gian manh xảo trá, không ai bằng Việt Cộng. Tôi rõ không ai bằng Việt Cộng. Điếu cày Nguyễn Văn Hải không bao giờ đứng dưới lá cờ vàng. Bài của tác giả Hàn Giang, Trần Lệ Tuyền. Dọc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích hận thù. Dọc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tay. Giặc thù đó xâm lăng, giặc thù đó bạo tàn, giặc thù đó giết hại dân lành, đốt phá quê hương. Kể từ khi điếu cày Nguyễn Văn Hải sang Hoa Kỳ, thì trong những ngày qua, đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc điếu cày Nguyễn Văn Hải không chấp nhận lá cờ vàng. Do đó, trước khi viết những dòng này, người viết cũng biết trước sẽ có một số người vì đã từng đặt kỳ vọng vào điếu cày Nguyễn Văn Hải, hoặc quý mến hay có thiện cảm với điếu cày, sẽ không đồng ý với những gì người viết muốn nói ra. Tuy nhiên, không vì thế mà người viết phải im lặng, không dám viết lên những suy tư của mình. Lá cờ vàng trước và sau ngày 30 tháng 4 1975. Trước hết, người viết muốn nói đến các vị dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã từng sống, từng chiến đấu bảo vệ đồng bào, bảo vệ từng tấc đất của quê hương và đã chết dưới ngọn cờ vàng chính nghĩa quốc gia. Những trận chiến từ 1954 đến 30 tháng 4 1975 để bảo vệ tự do, no ấm, thanh bình cho hơn 17 triệu con dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, ngăn chặn làn sóng xâm lăng đỏ của Cộng sản
mà Cộng quân Bắc Việt là đội quân trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nhất là giữ trọn lãnh thổ và lãnh hải của đất nước trước cả kẻ thù chuyển kiếp phương Bắc, Tàu Cộng năm 1974. Làm sao biết được đã có bao nhiêu người ngã xuống dưới lá cờ vàng? Xin đừng quên các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng đem cả máu xương và sinh mệnh của mình trong những trận chiến lịch sử để cắm lại lá cờ vàng tại Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Và trong mùa hè đỏ lửa, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đem máu xương để cắm lá cờ vàng ba sọc đỏ trên cổ thành Quảng Trị. Và cuối cùng, ngày 30 tháng 4 1975, tất cả dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã phải gánh chịu những oan khiên nghiệt ngã nhất khi đất nước đã bị rơi vào tay của Đảng Cộng sản Hà Nội. Làm sao có thể viết, có thể nói hết được những tang thương, máu lệ mà tất cả những ngôn từ của nhân loại không thể diễn đạt hết trong suốt cuộc chiến ngăn chống làn sóng xâm lăng đỏ cộng sản của toàn quân, toàn dân nước Việt Nam Cộng Hòa. Xin đừng quên các vị đã tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4 1975, như các anh hùng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vĩ, Phạm Văn Phú, Lê Văn Long, Hồ Ngọc Cẩn. Đồng thời các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trên khắp bốn vùng chiến thuật, mà ngày nay tại quốc nội, đồng bào còn tìm thấy những ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ, cũng như các ngôi mộ trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa hoặc các vị phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã và đang sống một cuộc đời khốn khổ tại quê nhà. Có vị đã mất cả hai tay, hai chân, mù mắt. Ngoài những cảnh đời bi thảm ấy, còn có biết bao nhiêu vị quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã từng bị đọa đày trên dưới 10 năm. Có vị trên 20 năm trong các nhà tù, cũng như đã phải bỏ mình ở những nơi rừng núi hoang vu, ở những trại tù cải tạo từ Nam chí Bắc. Xin hãy nhớ, những máu xương đã đổ, những phần thân thể của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ lại nơi chiến trường là để bảo vệ đồng bào, bảo vệ đất nước, bảo vệ tự do, và cũng để nhắn nhủ, nhắc nhở các chiến sĩ còn sống và hậu duệ hãy bằng mọi cách để tiếp bước con đường đấu tranh cho quê hương, cho đồng bào. Đặc biệt, hãy mang lá cờ vàng trở về quê hương để cắm trên những kỳ đài trên khắp nẻo đường của đất nước. Nhưng tuyệt đối không phải những máu xương ấy, những hy sinh ấy là để cho những người còn sống làm ngược lại ý nguyện của các vị, là đem lá cờ vàng để đi chào đón và trao tận tay cho một bộ đội cụ Hồ như điếu cày Nguyễn Văn Hải. Xin quý vị, là các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đừng quên, trong trận chiến mùa hè đỏ lửa 1972, trong lúc các vị xông pha vào nơi sinh tử với đoàn quân của bộ đội Bắc Việt, đã có biết bao nhiêu sinh mạng bỏ lại trên chiến trường thì mới cắm được lá cờ vàng trên cổ thành Quảng Trị. Và xin hãy nhớ, trong đoàn quân Bắc Việt đã từng đối đầu với các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại trận chiến này, đã có mặt của bộ đội cụ Hồ điếu cày Nguyễn Văn Hải, đã cầm súng của Nga Tàu từng nhắm thẳng vào các anh để xiết cò nhả đạn. Xin hãy nhớ, trong thời gian trước và sau ngày 30 tháng 4 1975, trong khi các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trong tuyệt vọng, thì bên kia chiến tuyến có mặt của bộ đội cụ Hồ điếu cày Nguyễn Văn Hải cũng đang cầm súng nhả đạn vào dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và những chiến sĩ, những dòng máu thấm, những đôi chân, những cánh tay đã bỏ lại trên con đường vượt thoát Cộng sản, thì biết đâu cũng có những vết thương xoáy tận thịt xương của những đồng bào vô tội. Lại cũng có thể là do những viên đạn đã được bắn đi từ nòng súng của bộ đội cụ Hồ điếu cày Nguyễn Văn Hải. Và xin cũng đừng quên, vào năm 1976,
Trong lúc các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang bị đày đọa trong các nhà tù cải tạo, thì bộ đội cũng vẫn cầm súng của Nga Tàu. Trong niềm vui chiến thắng, đội cụ Hồ Nguyễn Văn Hải cũng vẫn cầm súng của Nga Tàu. Trong niềm vui chiến thắng, lá cờ vàng trong những ngày bộ đội cụ Hồ Nguyễn Văn Hải đến Hoa Kỳ. Phải nói rằng, kể từ sau 30 tháng 4 1975 tại Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia có mặt người Việt tị nạn cộng sản, đều được các quốc gia ấy tôn trọng. Như mọi người đều thấy trong những cuộc biểu tình ngày quốc hận 30 tháng 4. Trong số đó, có rất nhiều người là lớp người trẻ tuổi, là con cháu của các vị dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức trong các lễ trọng hàng năm suốt gần 40 năm qua. Trong những lần ấy, nếu có một người nào trong cộng đồng mà dám xúc phạm đến lá cờ vàng, thì liền bị ban tổ chức hoặc những người hiện diện mời ra khỏi những nơi ấy ngay. Thế nhưng ngược lại, có một số người có thể nghĩ rằng nếu kẻ Nguyễn Văn Hải được Hoa Kỳ đưa thẳng sang, chắc có sứ mạng gì đó nên đã vội vàng mang những lá cờ vàng ba sọc đỏ ra tận phi trường để đón mừng người hùng từng mất tay trong tù nhưng đã được nối lại. Lại cũng có những cơ quan truyền thông đã tự ý hạ cờ vàng, vứt bỏ cờ vàng để nghênh đón điếu cày Nguyễn Văn Hải vì sợ người hùng sẽ không chịu cho tiếp kiến. Điều này thật trái ngược với những lần như trước đây. Đối với những người từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, như các sư, các cha, kể cả Hồng Y Phạm Minh Mẫn, khi họ từ chối đứng dưới lá cờ vàng thì liền bị lên tiếng tẩy chay, không cần phải xét lại. Đây là những việc làm hoàn toàn đúng. Và chính vì những lập trường quyết liệt ấy, cho nên gần 40 năm qua, không có một ai từ trong nước ra hải ngoại có thể hạ được lá cờ vàng. Mà chỉ riêng điếu cày Nguyễn Văn Hải đã thành công trong sứ mạng là đã hạ được lá cờ vàng, ít nhất ở một số cơ quan truyền thông. Riêng điếu cày Nguyễn Văn Hải vì tự cho mình được Mỹ đưa sang, là cộng đồng người Việt dù tị nạn cộng sản cũng phải tiếp đón mình như chính khách. Nên chính điếu cày đã công khai xác định: việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ. Nhiều người đã thấy khi xem clip, nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy. Những lời xác định trên đây của chính điếu cày Nguyễn Văn Hải đã chứng tỏ cho mọi người thấy, biết rằng điếu cày Nguyễn Văn Hải không bao giờ chịu đứng dưới lá cờ vàng. Điều này xin quý độc giả hãy nhớ cho rằng, một ngày nào đó, khi Đảng Cộng sản Hà Nội không còn nắm quyền cai trị đất nước nữa, nhưng con số 4 triệu đảng viên Cộng sản và thân nhân của họ không phải tất cả đều chấp nhận lá cờ vàng. Ngoài 4 triệu đảng viên Cộng sản ấy, còn có những Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Chiết, v.v. Cả bộ chính trị của Đảng Cộng sản nữa. Vì tất cả đều chấp nhận lá cờ vàng thì mới đủ con số 90 triệu do điếu cày Nguyễn Văn Hải đã nêu ra. Vậy thì, cho đến bao giờ mới đủ con số 90 triệu người chấp nhận lá cờ vàng như điếu cày Nguyễn Văn Hải đã đặt điều kiện? Câu trả lời là, không bao giờ có đủ con số 90 triệu người chấp nhận lá cờ vàng cả. Và đó là cách nói của điếu cày Nguyễn Văn Hải để cho mọi người phải tự hiểu điếu cày Nguyễn Văn Hải không bao giờ chịu đứng dưới lá cờ vàng. Sứ mạng của điếu cày Nguyễn Văn Hải, cái sứ mạng ấy đã được chính điếu cày Nguyễn Văn Hải nói ra, đã được Ngọc Lan của báo Người Việt ghi lại như sau: việc tôi không nhận lá cờ vàng thì sự thật đã rõ. Nhiều người đã thấy khi xem clip, nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy. Blogger điếu cày trình bày: mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước, để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên.
Khi thông tin cân bằng, thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn. Từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài. Ngọc Lan, Báo Người Việt. Xin lặp lại một lần nữa, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã xác định thêm là làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn. Và từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài. Với câu nói này đã quá rõ ràng, đâu có cần ai phải giải thích, vì ai cũng hiểu được đây là một cách lôi kéo những người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại hãy cùng nhau thông cảm, bắt tay với Đảng Cộng sản để hòa hợp, hòa giải theo như các nghị quyết của Đảng Cộng sản Hà Nội. Còn truyền thông trong nước chỉ khuyết tật thôi, mà khuyết tật có thể sửa lại được. Và cũng có người nhắc đến nhà văn Xuân Vũ và thượng tá Tám Hà đã từng đứng dưới lá cờ vàng. Xin đừng ví nhà văn Xuân Vũ và thượng tá Tám Hà cũng như những người đã thật tâm rời bỏ hàng ngũ của Đảng Cộng sản để quay về với chính nghĩa quốc gia theo chính sách chiêu hồi. Còn Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không hề giống như nhà văn Xuân Vũ, thượng tá Tám Hà và các vị như đã nêu trên. Xin hãy ghi nhớ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải chỉ chống Tàu chứ không chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Đừng mong chiêu hồi. Cũng có người mang ảo tưởng rằng sẽ chiêu hồi những người bên kia chiến tuyến, nhưng họ đã quên mất rằng ngày xưa vào thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, những người rời bỏ hàng ngũ cộng sản trở về với chính nghĩa quốc gia thì họ được trả lại quân hàm, tức cấp bậc như cũ. Nghĩa là khi họ ở trong hàng ngũ cộng sản, họ mang quân hàm gì thì họ cũng sẽ được mang lại cấp bậc mới y như vậy. Ngoài ra, họ còn được tưởng thưởng, được làm việc tại Bộ Công dân vụ, lãnh lương như các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đến thời đệ nhị Cộng Hòa, những người trở về cũng được hưởng những quy chế như trước, cũng được làm việc tại các trung tâm chiêu hồi là hậu thân của Bộ Công dân vụ. Còn cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại lấy cái gì để chiêu hồi những người ở bên kia chiến tuyến? Tuy nhiên, không phải những người từ miền Bắc ra hải ngoại tất cả đều tôn thờ Đảng Cộng sản, đều từ chối không đứng dưới lá cờ vàng. Vì cũng có người đã chấp nhận cờ vàng là biểu tượng của chính nghĩa. Thật đáng quý thay những tâm hồn biết sống vì đại nghĩa quốc gia và dân tộc. Tạm kết, thật ra không cần ai phải đưa ra cái kết luận về Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, vì chính Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã nói ra bằng những lời xác định một cách rất dứt khoát và rõ ràng, như Ngọc Lan của Báo Người Việt đã ghi lại. Một lần nữa, người viết xin trích nguyên văn để quý độc giả cùng đọc thêm một lần nữa rồi tự kết luận. Việc tôi không nhận lá cờ là sự thật đã rõ. Nhiều người đã thấy khi xem clip, nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó, thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy. Blogger Điếu Cày trình bày, mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước, để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn. Từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài. Theo Ngọc Lan, về lập trường của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải như đã giải thích ở trên, là không bao giờ có đủ con số 90 triệu người Việt đều chấp nhận lá cờ vàng do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đưa ra. Chính vì thế, nếu ai muốn gặp gỡ người hùng mất tay trong tù nhưng đã được nối lại, thì bắt buộc phải tự hạ cờ vàng
Điếu cày mới cho phép được tiếp kiến. Vì điếu cày Nguyễn Văn Hải chỉ chống Tàu, chứ không chống Đảng Cộng sản Việt Nam, và không bao giờ chịu đứng dưới lá cờ vàng, không bao giờ cùng chung chiến tuyến với dân quân cán chính Việt Nam Cộng hòa cả. Paris, ngày 4 tháng 11, 2014, Hà Giang, Trần Lệ Tuyển. Vùng chỉ thiên an lạc, vùng tan biến lửa máu, từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta, vì giặc thù còn to, vì giặc thù còn to. Anh em ơi vùng lên dưới bao tăng, anh em ơi vùng lên từ sông Lăng, anh em ơi nước cô còn ta mới còn, còn tự do là còn cơm no. Test sinh 123 123. Vâng, chúng ta Liên Thành nghe rõ chữ Nghe Việt nói không ạ? À, tôi nghe rõ lắm. Đợi chút xíu, hình như nghe không rõ chúng ta Liên Thành. Nghe rõ không chúng ta Liên Thành? À, rồi bây giờ như thế này, tôi có cái một cái điện thoại khác mà nếu anh gọi á thì nghe rất là rõ. Không, cái này nghe rất rõ rồi thưa ông Liên Thành. Vâng. Ok rồi. Ok, vâng, ngày hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2014. Diễn đàn của chúng tôi là diễn đàn nối bước lãnh tụ Ngô Đình Diệm, và website Chính Nghĩa Việt 2014 ngày hôm nay có cuộc hội luận hàng tuần với thiếu tá Liên Thành. Vâng, kính chào thiếu tá Liên Thành ạ. Dạ vâng, thưa kính chào anh Chính Nghĩa Việt và kính chào quý khán thính giả nghe trên cái diễn đàn này. Vâng. Thưa thiếu tá Liên Thành, vừa mới ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, Chính Việt nhận được cái lá thư mà thách thức của thiếu tá Liên Thành đối với tên cán bộ gọi là thiếu tá Liên Thành gọi là cán binh ấy, mà Chính Việt nó gọi là một cái thằng bộ đội dép dâu điếu cày Nguyễn Văn Hải đó, thì thiếu tá có ý định như thế nào trong cái lá thư mà mời để mà tranh luận như thế này thưa thiếu tá Liên Thành? À, thưa anh, nó như thế này, thứ nhất tôi cũng xin xác nhận một điều là có một cái email đã gửi cho anh và anh chuyển qua cho tôi đó. Yeah. Thì có người đã nói rằng là họ không có đồng ý tôi gọi cái ông điều cày là cán binh. Yeah. Thì cái chuyện đó là tôi nghĩ rằng là cái người mà gửi cái email cho anh có lẽ họ thuộc thế hệ trẻ quá và yeah, chưa từng tham chiến trong cái cuộc chiến Việt Nam. Đối với chúng tôi là cái thế hệ mà đã từng tham chiến ở Việt Nam trong một cuộc chiến mà chiến đấu một mất một con với cộng sản, thì thường thường đối với quân chính quy Bắc Việt hoặc là đối đa số là như vậy, thì chúng tôi gọi bọn họ đó gọi là cán binh cộng sản Bắc Việt một cách rõ ràng để phân biệt với cái đám mà du kích, cái loại mà cơ sở hạ tầng hay là cái loại du kích, thì chúng tôi lại gọi cái danh từ khác. Còn riêng đối với cái đám mà nó đi từ các cái đơn vị từ ngoài Bắc đưa vào, chẳng hạn như cái sư đoàn Sao Vàng hay là gọi là cổng trường 5 của cộng sản Bắc Việt đưa vào, thì chúng tôi gọi những cái người lính của họ là cán binh.
sư đoàn Sa Vàng Bắc Việt, hay gọi là công trường 5. Và theo một số tin tức chúng tôi được biết rằng là trong cái trận chiến mùa hè đỏ lửa 72 đó, thì là cái này cũng phải tin tức nữa, mà cái xác nhận một cách rõ ràng là sư đoàn Sao Vàng cũng như là công trường 5 đó đã tham chiến trong cái mặt trận Bình Lâm An Lập trong một khoảng thời gian mà có thể nói là trước đó thì chúng ta cũng là đã, lúc đầu chúng ta cũng phải nói rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc đầu cũng gặp những cái điều đỉnh do cái bọn này gây ra. Mà tôi xin đơn từ một cái ví dụ, cái tiểu đoàn 11 Nhảy Dù đã phải lui binh trong một cái giai đoạn rất là ngắn bởi vì cái áp lực quá nặng của các cái đơn vị thuộc sư đoàn Sao Vàng Bắc Việt. Mà trong đó như chúng ta đã biết, một cái vị anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là đại tá Nguyễn Đình Bảo đã tử trận. Và sau đó những cái người bạn cùng lớp với tôi đó là khi đó anh ta là thiếu tá thôi, thiếu tá Lê Văn Mỹ, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 11 của đơn vị Nhảy Dù đã gạt nước mắt mà gọi pháo dập vào ngay cái căn cứ sát ly. Và như vậy như chúng ta đã biết rồi, với một cái kết quả là cái tiểu đoàn 11 đã rút lui được, nhưng cũng không tránh khỏi những cái thiệt hại. Mà cái thiệt hại đau đớn nhất cho tất cả anh em chiến sĩ trong tiểu đoàn 11 đó là sự mất mát một cái vị một cái người đàn anh của mình, đó là trung tá tiểu đoàn trưởng trung tá Bảo. Thì đó là những cái chuyện mà xảy ra vào mùa hè đỏ lửa 72, và cái đám tráng binh của sư đoàn Sao Vàng đã tham dự trong trận đánh đó. Thì tôi xin hỏi như anh Chính thì biết anh là cái thế hệ trẻ sau này, và đối với cái thế hệ của chúng tôi thì không có cách nào khác hơn mà chúng tôi gọi những người đó là tráng binh của Bắc Việt hay tráng binh sư đoàn Sao Vàng. Đó là một cái lẽ mà hết sức thường tình, và như vậy là còn nhẹ nhàng. Đó là tôi giải thích để anh thấy. Vâng. Vậy anh tiếp tục hỏi. Dạ vâng, vậy thì nếu mà trường hợp mà tên bộ đội dép dâu Nguyễn Văn Hải điếu cày này nó chấp nhận lời thách thức mời của thiếu tá Liên Thành để mà đối luận, thì những cái vấn đề nào mà chú thiếu tá Liên Thành nghĩ rằng thì là họ sẽ đưa ra để mà cùng đối luận? Thưa anh, cho đến giờ này thì tôi có thể nói một cách rất là đàng hoàng, với tư cách là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi không có một cái ý, và với cái vừa là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc tá, với cấp bậc thiếu tá, thì đối với tráng binh cộng sản Bắc Việt điếu cày hay là Nguyễn Văn Hải thì tôi chỉ có thể nói như thế này: tôi không có ý thách thức anh ta đâu, bởi vì anh ta không xứng và cũng không ngang hàng với một thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa như tôi để tôi thách thức anh ta. Nhưng mà tôi chỉ muốn mời anh ta hồi luận với tôi, và để tôi nói thẳng với anh ta rằng là đừng có bao giờ nghĩ đến cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại này mà có thể bọn cộng sản có thể thao túng hoặc đưa người ra đây thao túng một cách dễ dàng. Thì tôi xin thưa với anh như thế này: qua một cái kinh nghiệm làm trong ngành tình báo, hoặc là vừa trước là phó trưởng ty cảnh sát đặc biệt, sau là làm trưởng ty trong vòng khoảng 10 năm, thì tôi đã là những cái người mà set up những cái vai trò hoặc là dàn cách những cái vai trò để mà đánh lừa cộng sản. Cũng như bây giờ cái bọn cộng sản cũng đang làm những cái vai trò mà đánh lừa người quốc gia nhẹ nhàng ngoài này như vậy. Thành ra cái lý lịch của có người gọi là một cán binh cộng sản đã từng cầm súng chiến đấu, đã từng cầm súng mà sát hại anh em chúng tôi ở chiến trường Bình Lâm An Lộc, thì tôi nghĩ rằng khi nào tôi cũng đặt đương sự ở trong một cái vai trò mà chúng ta phải đề phòng và phải đặt câu hỏi. Chúng ta không thể nhẹ dạ, chúng ta không thể tin vào
những cái chuyện mà chẳng hạn như anh ta ở tù 5 năm, ngay cả ở tù 10 năm đi nữa, mà chúng ta tin rằng đó là cái chuyện mà anh ta đã về, hoặc đã đó là một cái chuyện thật mà anh ta đã phải chịu được, thì tôi xin thưa với anh, tôi xin đưa một cái ví dụ bản thân của tôi. Có một khoảng thời gian ở cái nhà lao ở tỉnh Thừa Thiên Huế đó, chúng tôi giam cái đám cán binh cộng sản trong đó, thì phải nói rằng chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại vì những cái gọi là gây cái xáo trộn ở trong nhà lao. Và chúng tôi tìm hiểu ra rằng thì trong cái đám đó thì có cái sự hoạt động của những cái tên mà cán bộ đảng cộng sản rất mạnh, nó thúc đẩy một số tù nhân cộng sản nội loạn, hoặc là làm những cái yêu sách, mà những cái yêu sách đó là từ tụi nó đặt ra để tạo khó khăn cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau đó chúng tôi mới nghĩ kế, và chúng tôi đã đưa một cái sĩ quan cảnh sát đặc biệt, anh ta là cấp thiếu úy vừa mới ra trường ở tại Học viện Cảnh sát Quốc gia của Đại tá Trần Minh Tâm, được bổ nhiệm về Bộ Tư lệnh Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế. Thì chúng tôi, cá nhân tôi đã không cho anh ta trình diện tại Bộ Chỉ huy, và đã gặp riêng chúng tôi ở một cái nơi trốn bí mật. Và sau đó anh ta đóng vai một cái người tù mà đã bị chúng tôi bắt và đẩy thẳng vào trong nhà lao. Anh ta với cái vai trò của một cái cán bộ cộng sản bị bắt và đẩy vào trong nhà lao, anh ta đã sống với cái đám cán bộ cộng sản trong đó 6 tháng. Và mọi cái vấn đề cực khổ, hay là mọi cái vấn đề mà cái quy chế của nhà tù, sau khi anh ta phát chịu cái chuyện đó, và trong 6 tháng anh ta mới phát hiện một cách rõ ràng rằng là trong đó đã có một cái chi bộ đảng cộng sản, gọi là chi bộ nhà lao đảng cộng sản. Và khi chúng tôi nắm vững được ai là chi bộ trưởng đảng cộng sản nhà lao, thành phần nào như thế nào, thì khi đó chúng tôi mới có cái biện pháp ngăn chặn và chế ngự những cái cuộc mà nội loạn ở trong tù xảy ra. Thì đó là một cái trường hợp điển hình. Tôi xin thưa quý vị, anh và thưa quý vị, để anh và quý vị thấy ra, đừng có tưởng những cái người từ trong nước đi ra với một cái án tù 3 năm, 5 năm với là hay 10 năm chẳng hạn, mà nói là đó là những cái người mà bị tù thật sự, bởi vì cái thằng cộng sản nó có thể gai những cái trường hợp như chúng tôi đã gai với nó trong quá khứ. Thì chúng ta phải thấy rằng là cái hành động của nó trong tương lai như thế nào. Riêng đối với ông cán binh của sư đoàn Sao Vàng hay công trường 5 Điều Cày, thì tôi xin thưa như thế này. Bởi vì khi cái buổi họp báo đầu tiên là tại phía trường Los Angeles, ông ta đã từ chối cái lá cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thì có một người đã trao cho ông ta. Và quý vị thấy rằng là đây là một cái phản ứng rất tự nhiên, một cái phản xạ rất tự nhiên của một người cộng sản. Họ chỉ biết cái lá cờ đỏ sao vàng mà thôi, mà khi họ thấy cái lá cờ mà cờ vàng ba sắc đỏ, là quá như một cái lá cờ mà quá như đó là kẻ thù của họ. Thành có ai đưa cho họ, cho dù họ đang ở cái vai trò mà họ phải nắm cái vai là một cái người bạn của chúng ta, thì cái phản ứng tự nhiên của con người đó thì họ giơ tay họ đẩy ra mà thôi, đó là cái hết sức tự nhiên. Nhưng mà cho cái điều đó mình cho thấy rằng con người này có những cái có những cái mà chúng ta phải để ý. Đó là cái hành động thứ nhất của anh ta. Rồi cái hành động thứ hai của anh ta trong cái buổi họp báo ở tại đài SVTN, thì như quý vị trước đây quý vị cũng đã rất nhiều những tin tức và rất nhiều tài liệu và rất nhiều người đã nói đến ông Trúc Hồ, giám đốc đài truyền hình SVTN. Thì bây giờ cái điều mà
thường của một buổi họp báo của người Việt tị nạn cộng sản tại khắp các nơi trên thế giới, thường phải đi qua cái thứ nhất là phải có cái lá quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa trong cái buổi họp mặt. Cái thứ hai, đi qua một nghi lễ chào cờ và là một cái lễ mà gọi là tưởng niệm các anh hùng tử sĩ trần vong. Thì trong cái buổi đó, vì có cái sự hiện diện của cán binh cộng sản Liễu Cày mà đã không có cái buổi gọi là không có cái cờ của Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trong cái buổi họp báo, cũng như không có một cái lời, một cái buổi mà chào cờ hoặc là cờ, hay có thể nói đó là cái nghi thức thường lệ mà chúng ta thường làm cho cả cái buổi sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại. Đó là cái điều thứ hai mà tôi nêu ra để quý vị thấy. Và đến khi mà ông Liễu Cày được khoái, thì ông Liễu Cày đã tuyên bố hai điều mà tôi có thể tóm tắt để cho anh và quý vị thấy, mà tôi nghĩ là anh và quý vị cũng đã đọc được. Đó là cái điều thứ nhất, là cái vấn đề ông ta nói là thấy cái lỗ hổng của cái truyền thông ngoài này, và cái vai trò của ông ta là cái vai trò kết nối truyền thông ở ngoài này với quốc nội. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái điều đó thì như anh đã biết, đó là một cái điểm hết sức là quan trọng trong nghị quyết 36 của cộng sản từ trước. Và cái điều đó, cái nghị quyết 36 của cộng sản cũng đã thực hiện được một số, được thành công một số, như tôi đã nói trước trong cái buổi họp gần nhất hồi luận với anh trước đây, rằng sau khi cái nghị quyết 36 ra đời, và một phần trong nghị quyết 36 là nhấn mạnh đến cái vấn đề truyền thông tại hải ngoại, thì bọn chúng đã tung hàng trăm triệu để mà thực hiện cho được cái hệ thống truyền thanh ở và truyền hình ở hải ngoại. Bằng chứng như anh thấy ở Nam Cali bây giờ có rất nhiều đài phát tin tức và phát những cái buổi truyền thanh truyền hình đi. Mà nếu chúng ta không nhớ cái tay của chúng ta mà vỗ trên trán hoặc vỗ trên đầu, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là để cho tỉnh người, thì chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta đang ở tại Hà Nội hay Sài Gòn để nghe những cái tin tức, và hoàn toàn là những cái tin tức ở trong nước mà thôi, mà những tin tức có thể nói là không đáng quan tâm mà để cho chúng ta nghe, chẳng hạn như xe cản chó, chó cản xe, vụ này người này đánh ghen, người kia bắt ghen, vụ cờ bạc như vậy như kia ở trong nước, mà các đài truyền thanh và truyền hình ngoài này vẫn ra đà phát hình hàng ngày. Thì cái điều đó cho thấy rằng là cái hệ thống truyền hình và truyền thanh ở hải ngoại này, cộng sản đã thành công trong cái vấn đề nghị quyết 36 của bọn chúng. Và cái gần đây nhất là qua một cái cuộc phỏng vấn của đài BBC London, thì là tên thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố, mà như anh Chính Thị Việt đã phổ biến, là hắn nói là hắn đã bỏ ra 20 triệu, phải không anh Chính Thị Việt? Đúng rồi, 441 tỷ đồng Việt Nam, tất nhiên là 20 triệu để chỉnh đốn cái hệ thống truyền thanh truyền hình ở hải ngoại. Dạ, thì cái điều đó, nếu như quý vị suy nghĩ cái lời tuyên bố của Liễu Cày, thì quý vị thấy hai cái điều, cái lời tuyên bố của Liễu Cày và cái lời phát biểu của tên cộng sản Nguyễn Tấn Dũng, tôi nghĩ rằng có phần phù hợp giống nhau. Đó là cái lý do mà mình thấy một cái chỉ dấu nào đó. Rồi cái cuối cùng nữa là anh biết là anh ta tuyên bố về cái vấn đề đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, anh ta nói rằng ở trường tiến này, ở trường tiến kia, thì đại khái bây giờ là giúp bỏ, xóa bỏ hận thù và xóa bỏ những cái tỷ hiểm để mà đi đến cái vấn đề mà tiến thiết quốc gia hoặc là hòa hợp hòa giải dân tộc. Thì tôi thấy hết sức là ngạc nhiên. Anh đòi, anh cản binh cộng sản Liễu Cày đòi chúng tôi xóa bỏ hận thù, xóa hòa hợp, hòa giải quốc gia dân tộc. Thì
Tôi hỏi anh Cán Minh Cộng sản, anh đã xóa bỏ hình thù và anh đã hòa giải với chúng, anh nói là anh hòa giải. Vậy thì cái nghĩa trang liên hòa của anh em chúng tôi, những người lính Việt Nam Cộng Hòa vì Tổ quốc hy sinh, các anh đã đào nát những cái nghĩa trang đó lên, và đến bây giờ các anh vẫn tiếp tục cô lập cái nghĩa trang và đào nát những cái ngôi mộ của những người chiến sĩ đó. Thì còn như vậy có phải là hòa hợp, hòa giải dân tộc và xóa bỏ hận thù hay không? Mà tại sao chính anh không làm, chính ông Cộng sản với đảng Cộng sản không làm mà kêu gọi chúng tôi? Rồi bao nhiêu những là xóa bỏ hận thù, là quên đi quá khứ. Anh nói là quên đi quá khứ, thì tôi hỏi anh là bao nhiêu nhà cửa của những người vô tội bị các anh tịch thâu, của những người thuộc cung cảnh chính Việt Nam ngày xưa bị các anh tịch thâu và cho đến bây giờ sẽ mãi mãi không dám bao giờ đòi lại được. Các anh lấy của, anh cướp của người khác để làm của riêng mình, thì các anh đòi hòa hợp, hòa giải dân tộc là cái gì? Đó. Thì tất cả những cái đó tôi còn rất nhiều các cái câu hỏi. Nếu cài chấp nhận đánh lùng với tôi, thì chúng ta đánh lùng trên một cái, trong một cái tinh thần bình đẳng. Và tôi đưa ra một số câu hỏi, không phải những đó chỉ là những câu hỏi sơ khởi, mà có những câu hỏi tiếp theo nữa tôi sẽ đưa ra. Và tôi cũng xin thưa với anh và quý vị ngày hôm nay rằng nếu cái cuộc tranh luận đó xảy ra, thì chúng tôi sẽ tổ chức cái cuộc tranh luận đó trên một cái căn bản hết sức là bình đẳng, nghĩa là có một cái ban trọng tài hướng dẫn, và tôi có quyền đặt câu hỏi, anh nếu cày cũng đặt câu hỏi, và chúng tôi phải trả lời câu hỏi trong vòng bao nhiêu phút, thì anh nếu cày cũng trả lời câu hỏi bao nhiêu phút. Nghĩa là trên căn bản bình đẳng và tự do dân chủ, chúng ta đang ở một cái xứ sở dân chủ, và cái gốc của những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa như tôi là gốc của những người trong danh dự, trong dân chủ, trong tự do. Thì chúng tôi đem cái tự do dân chủ chúng tôi sẽ áp dụng đối với anh Điều Cày, nghĩa là anh sẽ là một người giống như tôi, anh cũng có những cái quyền giống như tôi trong cái buổi họp đó. Anh Điều Cày đừng lo cái chuyện đó, nếu anh tham dự chúng tôi coi anh như là một cái người mà giống như tôi trên cái căn bản. Ngoài cái quyền lợi trong buổi họp tôi có sao thì anh có vậy, đó là cái điều mà hết sức quan trọng. Còn chi nữa thì anh tìm khi việc tự hỏi. Vâng, chị Việt xin bổ túc một chút xíu về vấn đề mà hòa hợp hòa giải, thưa thiếu tá Liên Thành. Mà thiếu tá Liên Thành có đề nghị rằng là những cái nghĩa trang của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có cả nghĩa trang Mạc Đình Chi nữa, và cái đó, cái điều đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải cần phải đặt vấn đề. Hơn nữa là cái đảng Việt Dân Cộng Sản này nó có bao giờ nó cũng muốn hòa hợp hòa giải với chúng ta đâu. Những người mà vì nghĩa là không chấp nhận cái chế độ cộng sản đó, là hàng mấy triệu người, đã cả 500-600 ngàn người đã bỏ thây ở dưới lòng biển sâu, và người ta làm một cái đài tưởng niệm ở trên các cái đài thuyền nhân đó, thưa thiếu tá Liên Thành. Mà Việt Cộng nó cũng sai người tới và nó thiết lập với quan ba giao, nó phá nát những cái đó đi. Thì đó thì bây giờ thì thiếu tá Liên Thành nghĩ sao đấy? Đúng, và tôi cũng xin bổ túc thêm với anh và quý vị về cái vấn đề hòa hợp hòa giải. Đối với cộng sản, cái danh từ hòa hợp hòa giải chỉ là một cái danh từ mỹ danh, và đối với cộng sản hay là nói khác ra, đó là những tên ăn cướp, những tên sát nhân, không bao giờ có cái danh từ, không bao giờ có sự hòa hợp hòa giải. Tôi xin đưa ra một cái chứng minh rõ ràng. Trước 1945, khi Hồ Chí Minh có mặt ở Ba Đình, thì Hồ Chí Minh kêu gọi thành lập một cái chính phủ liên hiệp. Như vậy là có một nghĩa hòa hợp hòa giải giữa những cái đảng phái quốc gia và đảng phái cộng sản. Người quốc gia chúng ta vì nhân đạo, vì tư cách, vì nhân đạo, vì cả tin mà đã, một số đảng phái quốc gia đã từng ra để mà hòa hợp hòa giải với cộng sản, với Hồ Chí Minh khi đó, như Đại Việt Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng và nhiều Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội của ông nội tôi và rất nhiều đảng phái quốc gia khác hòa hợp hòa giải với đó, thành lập một chính phủ liên hiệp. Thì thưa anh, trong một đêm là xảy ra cái vụ án Tôn Nghĩa Hầu, có nghĩa là
hai đường ống dầu, nơi cái căn cứ của Việt Nam Quốc dân Đảng, đám cung của cộng sản đã tàn vào và tàn sát trên 300-400 đảng viên, cái lực lượng mà đã hòa hợp hòa giải với Hồ Chí Minh, và sau đó là buộc lòng những người quốc gia phải vác chứng mà tháo chạy vác chứng lên cổ chạy từ Hà Nội vượt qua biên giới khi đó là Trung Hoa để mà trốn tránh ở đó. Coi như là đây là một cuộc phình gạt đầu tiên của Hồ Chí Minh đối với những người quốc gia trong cái chính sách gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc. Rồi tới Hoài An 1954 khi ký hòa đàm Geneva chia đôi đất nước, thì ai ở vùng đất đấy người quốc gia mình tôn trọng cái hiệp ước, thì thằng cộng sản có tôn trọng hay không? Thưa anh, không. Nó đã để ép lại không biết bao nhiêu ngàn tráng binh cộng sản trong đó. Để rồi đến năm 1960 nó thành lập cái mặt trận giải phóng miền Nam, trợ quân bắt đầu khai chiến trở lại, đánh ác từ trong lòng chúng ta đánh ra. Như vậy đó là có phải hòa hợp hòa giải dân tộc hay không? Đúng. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba xảy ra nữa, như anh thấy rằng là Tết Mậu Thân 1968, tạm thời gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc đi, là ba ngày Tết hai bên đều ký một cái thỏa hiệp với nhau là hòa hợp hòa giải dân tộc, là đình chiến để cho dân cả hai miền được hưởng những cái ngày Tết trọn vẹn, mặc dù đó là một cái hòa bình giả tạo ba ngày Tết. Nhưng không, Việt Nam Cộng Hòa tôn trọng cái hòa hợp hòa giải dân tộc là bằng cách cho lính tráng đi về ăn, đi về phép nghỉ ngơi để mà vui hưởng ba ngày Tết của gia đình theo thỏa hiệp ngưng bắn ba ngày. Trong khi đó thằng cộng sản nó xua hàng sư đoàn, hàng chục sư đoàn đánh chiếm miền Nam Việt Nam, 46 tỉnh thành đều bị Việt Cộng tấn công, và riêng Huế đó đã bị Việt Cộng tấn công và chiếm 26 người 26 ngày, và nạn nhân Huế đã chết trên 5.327 thường dân vô tội và 1.200 người bị bắt đi. Đó cũng vì là người quốc gia chúng tôi tin tưởng vào cái lời kêu gọi của cộng sản là hòa hợp hòa giải dân tộc. Đó là cái thứ ba. Rồi tôi hỏi anh cái thí ví dụ thứ tư, cũng là hòa hợp hòa giải dân tộc, là cái đình chiến Paris 1973. Cái thỏa hiệp đình chiến ký chưa ra mức thì thằng cộng sản là những cái cơ hội đó mà đánh chiếm Phước Long, đánh chiếm Phước Long, và cuối cùng ngày 30 tháng 4 nó chiếm toàn quải Việt Nam luôn. Thì anh thấy rằng với một lũ ăn cướp, trong đó có cái tên gọi là cộng sản của sư đoàn sư đoàn Sao Vàng hay là sư đoàn công trường 5 Điều Cày, cũng đã từng nấm súng để chống lại những người lính Việt Nam Cộng Hòa tại Bình Lâm An Lộc. Thì tôi thấy cái lời kêu gọi của cái tên này chỉ là lời kêu gọi của một tên có cái nhiệm vụ ra hải ngoại để mà tuyên truyền cho cái vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc mà thôi. Vâng. Một số người quốc gia nhẹ dạ có thể tin, nhưng mà tôi xin nhắn thẳng với Điều Cày biết rằng đừng có học và đừng bao giờ tưởng có thể tất cả những người quốc gia này đều tin rằng cái sự ở tù của nó 12 năm tòa tuyên án ở tù 6 năm đó là chuyện thật. Và đừng có tin rằng với cái vỏ bọc bên ngoài bị tù tội dưới cái sự gian cảnh của cộng sản như vậy mà cho đó là người quốc gia ngoài hải ngoại này tin, và đừng có hy vọng đóng một cái vai trò gọi là trung gian hay trong tương lai sẽ đóng một vai trò gọi là leader cho cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Chỉ có những cái đám Việt gian cộng sản nằm vùng ngoài này đang o bể và đang cố gắng đánh bóng Điều Cày mà thôi, nhưng những người quốc gia chúng tôi đã thấy rõ ràng và chúng tôi sẵn sàng chờ đợi tất cả những cái hành động của tên Điều Cày này đối với cái tập thể của người Việt quốc gia tại hải ngoại, thưa anh. Dạ vâng, chính Kim Việt cũng đã viết một bài, và cũng nhà văn Duy Lãng Hà Tiến Nhất cũng viết một bài. Chính Việt tóm lược hai cái bài, tóm lược cái bài của nhà văn Duy Lãng Hà Tiến Nhất trước, và sau đó chính Việt đọc một cái phần liên quan đến ông Đoàn Hữu Định ở Washington, Virginia và vùng phụ cận đó.
có một cái chương trình cho ngày 20 tháng 11 là tên bộ đội Việt Cộng dắt dâu điếu cày này nó sẽ tới để mà nó sinh hoạt chung với lại cộng đồng của Washington Virginia. Thì nhà văn Duy Lãng Hà Tiên Nhất nó đề cập đến ba nhân vật. Cái nhân vật thứ nhất để qua bên này làm cái đầu việc đầu tiên đó là Bùi Tín. Thì Bùi Tín nó làm cái gì? Thành lập quỹ tình thương rồi nghĩa là trích lương từ nhà báo Việt Thường đã cho chúng ta thấy rõ. Chẳng hạn như là trích lương từ cái quỹ làm lương của mình đấy thì quyết ra 10% để mà giúp đỡ cho những người trong nước vân vân, những người để mà làm cái chuyện này để kia để mà hàn gắn vân vân. Rồi sau cái chuyện đó rồi tới cái chuyện mà thứ hai đó là cái nhân vật Hoàng Minh Chính, nó là Tiểu Diên Hồng, bàn tròn ba bên ấy. Một bên là trí thức hải ngoại, một bên là trí thức ở trong nước và một bên là cái Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là Hồng Trào, bàn tròn ba bên. Rồi bây giờ đó là sau khi hai cái chuyện đó nó làm đã một số thành công và một số cũng đã có những cái và nó đã xâm nhập vào những cái nghĩa là cơ quan truyền thông và nó đã đẩy mạnh cái việc tuyên truyền này và cho chúng ta thấy là đến ngày hôm nay thì cái con bài của điếu cày đưa ra là cái gì, là chống lại cái lá cờ vàng, rõ ràng như thế. Và trên website của chúng ta cũng đã thấy có nhiều cái website đó, ở bên Âu Châu để rõ ràng là ok là nghĩa là một ý chí chống cờ, xong rồi để cái lá cờ vàng ở đó. Đó, đại khái là chúng ta thấy rồi. Rồi những cái luận điệu như là hiến pháp hòa giải của cái tên gì viết trên Brexit thì những cái việc quên rồi, quên tên nó rồi, là nó nói là sẽ không được không truy xét 100 năm trước và 100 năm sau, tức là 1914 và cho đến 2114, tức là không truy cứu gì đến cái ấy như vậy. Và có người lại còn bảo là sẽ thêm màu xanh vào cho cái màu đỏ để cho nó bớt đỏ đi. Đó có phải là những cái chiêu bài mà hòa hợp hòa giải không, thưa thiếu tá Lê Thành, trước khi chị Việt đi vào cái phần bài mà chị Việt muốn nói? Vâng, thưa anh, đúng chính là cái chiêu bài như vậy. Và bây giờ đó, sau những cái thất bại như anh thấy là Bùi Tín vâng. đã từng xuống San Jose, ngay thành phố San Jose vâng. và chính tôi đã đích thân gặp thăm Bùi Tín trong một cái buổi hội luận, và tôi yêu cầu Bùi Tín trả lời dứt khoát, trả lời rõ ràng và minh bạch về cái vụ mà thảm sát mẫu thân. Thì vâng. coi như sau đó là Bùi Tín nghĩa là không thể trả lời được và không chấp nhận hội luận với tôi vâng. bởi vì là một cái kẻ mà không có chính nghĩa thì làm sao mà hội luận với vâng. Chính vì còn nhớ là hôm đó là khi mà thiếu tá Liên Thành nói như vậy thì ông Nguyễn Tường Tâm ông nói là ông ấy chỉ có một cái thời hạn nhất định ở trong cái hội trường đó thôi. Thì thiếu tá Liên Thành nói là bây giờ chúng ta ra ngoài sân cỏ có cả cộng đồng đi mà đó là mình đâu cần trong một cái hội trường mình có thể nói chuyện với nhau ngoài sân cỏ, ngoài công viên. Dạ, vâng. Nhưng mà họ vẫn từ chối vâng. Và tôi xin thưa lại về anh, tôi cũng như anh, tôi đã đọc được cái bản tin của một vị chủ tịch cộng đồng ở phía miền Đông Hoa Kỳ nói rằng sẽ tiếp đón ông điếu cày một cách trịnh trọng vâng. với cái điều kiện là ông ta phải đứng để chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phải nhận cái món quà là một cái lá cờ của quốc kỳ Việt Nam mà sẽ có người sẽ trao tặng cho ông, như vậy không? Dạ vâng. Thì khi đó thì là cộng đồng sẽ tiếp đón ông ta như một vị tướng. Cái ý là như vậy, phải không thưa anh? Dạ vâng. Để chị Việt đọc cho thiếu tá Lê Thầy này nắm rõ hơn nhé. Vâng. Ok. Vâng. Thì cái điều như vậy, tóm lược thì chị Việt tóm lược cái lá thơ, cái email của ông Đoàn Hiếu Định mà ông ấy vâng. đã là qua ông Chính Trần mà lọt vào cái email của chính cái Việt là trên các diễn đàn là như thế này. Thứ nhất, trong cuộc tiếp xúc và gặp gỡ đồng hương với nghi thức chào cờ và mặc niệm lúc khai mạc, anh điếu cày chấp nhận hòa hợp cùng mọi người Việt quốc gia, hiện diện nghiêm chỉnh lúc đứng lên chào cờ. Thứ hai là phải trước khi phát biểu thì anh sẽ nhận một món quà chào mừng từ một đại biểu đồng hương là lá cờ biểu tượng cho tự do của người Việt từ Đảng Cộng sản. Nếu hai yêu cầu này được đáp ứng thuận lợi, chỉ Việt nguyên văn nhé, thì cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia sẵn sàng tiến tới các việc làm kế tiếp trong thời gian anh điếu cày có mặt tại Hoa Thị Đốn đó, rồi ký tên là Đoàn Hữu Định. Bây giờ dạ, vâng. thiếu tá Liên Thành trình bày vấn đề thứ hai rồi chị Việt sẽ cho cái ý kiến của chị Việt về vấn đề này. Vâng, mời dạ, vâng. Thưa anh cho tôi có một phát biểu như thế này dạ. Cho tôi có một cái lời nhắn với cái ông chủ tịch cộng đồng bên đó
Thưa ông chủ tịch cộng đồng ở vùng Đông Hoa Kỳ, tôi không hiểu là cái tuổi đời của ông bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông hoàn toàn không đủ kinh nghiệm để hướng dẫn cho cái cộng đồng Việt Nam chống cộng ở tại vùng trên đó, là bởi vì rằng có lẽ ông chưa biết đến cái mưu mô cái trước quỷ của thằng cộng sản, và có lẽ ông cũng chưa bao giờ đọc đến cái câu chuyện mà ngày xưa ở Vinh Tàu, khi vua Lực Ngô là Phù Sai đó á, là chiếm cái sứ gọi là sứ Việt, thì bên sứ Việt có hai cán bộ, đó là ông Phạm Lại và ông Câu Tiện, là len loại vào trong hàng ngũ của Phù Sai, và họ áp dụng hai cái cách để mà nằm vùng và nội tuyến. Trong đó là cách thứ nhất là đưa người đẹp và chúa công á, đưa một cái người đẹp để mà làm quay như cái vấn đề ngoài là bị nhân kế. Sau đó đó thì Phạm Lãi lại đưa Câu Tiện vào đó để mà cầm nắm chính trị, thì là tệ tướng của Phù Sai á là nghĩ cái người này, nghĩ Câu Tiện, và để mà để chứng tỏ là quá thử cái nghĩ của mình đúng hay không, thì chính Phù Sai đã bắt Câu Tiện nếm thử phân người, và Câu Tiện vẫn làm một cách nghĩa là rất là vui vẻ, nhận để mà nắm cái phân người để làm gì, để mà chứng tỏ tôi là người không phải là cái người mà phản để mà coi như tôi là người mà trung thành với ông. Cái điều đó cho thấy rằng á, nếu bây giờ ông chủ tịch cộng đồng giao cho nói ông cán binh cộng sản nếu cài thì đứng chào cờ, đứng làm phúc mặt liền những vị anh hùng chiến sĩ trần bóng của Việt Nam Cộng Hòa, ông điếu cày ông sẽ sẵn sàng ông làm. Và nếu ông chủ tịch cộng đồng cho ông này 4-5 cái lá cờ, không những ông này nhận một cách vui vẻ mà nếu cần nữa thì ông điếu cày ông cũng sẽ ôm cái lá cờ vàng lá sắc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa và ông khóc giống như là khóc thật vậy. Nhưng mà thưa ông chủ tịch cộng đồng, tất cả cái đó chỉ là giả mạo mà thôi, đó là phương tiện, đó là những cái gì mà động kích bên ngoài của điếu cày để mà đạt được mục đích, để che giấu cái thân phận của anh ta và để che giấu cái công tác của anh ta mà thôi. Tôi nghĩ rằng cái buổi gặp gỡ ở trên đó, nếu ông căn cứ vào hai cái lời mà ông yêu cầu thì điếu cày sẽ làm cho ông, và ông sẽ thấy trong tương lai cái hậu quả mà ông nghĩ đó là cái điều mà điếu cày là cái người sẽ trở về quốc gia, thì ông sẽ nghĩ đó là cái chuyện tôi nghĩ hết sức là cái suy nghĩ hết sức là ấu trĩ, hết sức là không có một tí kinh nghiệm nào đối với tình báo và không có một tí kinh nghiệm nào đối với người cộng sản cả. Một cái ví dụ thứ hai, đó là cái ví dụ câu tiền, đó là ví dụ thời xa xưa nhưng mà ví dụ gần nhất thì tôi thưa ông chủ tịch cộng đồng, tôi không hiểu trong cái thời gian cuộc chiến Việt Nam ông ở cái tuổi nào, nhưng nếu ông ở tuổi chúng tôi thì ông phải hiểu rằng Việt Nam Cộng Hòa chúng ta bị một vụ nổi tiếng rất nặng, đó là tên đại tá Phạm Ngọc Thảo. Đại tá Phạm Ngọc Thảo là một cán bộ cao cấp của cộng sản đã trả hàng về của Việt Nam Cộng Hòa, và để tạo cái niềm tin cho Việt Nam Cộng Hòa thì một cái điều mà chúng tôi những cái người trong giới tình báo đều ghi nhớ và thuộc lòng là chính đại tá Phạm Ngọc Thảo đã cung cấp một số tin tức, mà trong đó có một tin tức quan trọng nhất là sự xuất hiện của một cái trung đoàn gọi là trung đoàn quyết thắng ở tại một vùng nào đó ở phía nam, ở vùng phía nam. Và thì sau đó quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình đã đi hành quân, và đúng nghĩa trang là quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình đã đụng trần với cái trung đoàn cộng sản đó, và đương nhiên là chúng ta chiến thắng. Nhưng mà thưa quý vị, đó cũng chỉ là một cái sự gian cảnh của e mặt trận giải phóng miền Nam và của tụi cộng sản Hà Nội. Nguyên cả trung đoàn đó, nói là trung đoàn chứ không quân số, chưa đến cái cấp tiểu đoàn, mà tất cả là thương phế binh của bọn chúng mà thôi.
bằng lòng hy sinh để đảm thương phải mình đó, làm cái mồi để cho chúng ta tiêu diệt, để tạo cái niềm tin của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đối với tên đại tá Phạm Ngọc Thạc của Nội Tuyến. Và thưa ông chủ tịch cộng đồng ở bên miền Đông, và quý vị thấy rằng đến năm 1930 tháng 4, sau 30 tháng 4 75, Phạm Ngọc Thạc được tuyên dương làm liệt sĩ của bọn chúng, thì chúng ta mới thấy một cái điều của té ra là nó là một cái tên nổi tiếng mà đóng một cái vai trò rất hay. Thì thưa ông chủ tịch cộng đồng, ông tin vào điều cày sẽ ôm sẽ đứng dưới cái buổi chào quốc kỳ của chúng ta, ông tin điều cày sẽ nhận cái cờ đó, để ông nghĩ rằng điều cày là người quốc gia, điều cày là người đã trở về chúng ta, thì đó là một cái sự lầm lẫn rất lớn. Đó là theo ý kiến của tôi, thưa anh chị Kim Việt. Dạ vâng, cảm ơn thiếu tá Liên Thành. Còn rất là nhiều trong những cái lịch sử, những cái sự kiện như thế này, mà không biết là cái ông Đoàn Hữu Định này không có đọc lịch sử hay sao, không biết cái chuyện mà cái là cộng sản nó có thể gài người nó ở tù cái là bao nhiêu năm cũng được, nó chỉ là chỉ dùng trong một giờ hay vài giờ thôi, thiếu tá Liên Thành, nên là nuôi 3 năm thành một giờ. Thì bây giờ như nhiều tin tức mà tôi được biết á, thì hình như là bên phía gia đình của ông á, hình như có quan hệ với là Trần Bạch Đằng đó, thưa anh. Rồi vậy à? À, cái tên này là cái tên Đại Việt Gian Trần Bạch Đằng chứ không phải. Trần Bạch Đằng là quan như thành ủy Sài Gòn. Sài Gòn. Vâng. Thành ủy Sài Gòn sau 1975. Dạ vâng, vâng. Đó, yeah. Và trong cuộc chiến thì y là một trong những người mà chỉ huy mà đánh vào Sài Gòn vào Mậu Thân đó, Mậu Thân Đồng Phạm. Tôi còn nghe như vậy. Trong cái việc này đó thì khi mà nếu mà muốn đặt câu hỏi cho Điếu Cày đó, thì Chính Việt nghĩ rằng thì là Chính Việt đề nghị với lại thiếu tá Liên Thành nó chỉ cần hỏi hai cái việc này quan trọng này mà Chính Việt đã viết trong cái bài, nó gọi là cái bài của Chính Việt viết là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một người là người hay là một tên ảo thuật. À, thì Chính Việt đưa ra hai cái điều mà thứ nhất là Điếu Cày phải giải thích, cái thứ nhất là cái việc mà bị chặt tay như thế nào. Như thiếu tá Liên Thành có thấy trong cái phần mà attachment của những cái Việt có kèm theo trong cái đó có đầy đủ tài liệu là vợ của Điếu Cày đã là kêu cứu vân vân, và cũng gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân là đòi phải thế này thế kia, và cái giấy tờ đã được hồi báo lại cho vợ của Điếu Cày. Và cái thứ hai đó bây giờ phải giải thích, cái thứ hai nữa đó là giải thích là cái chuyện mà Điếu Cày nói là Điếu Cày nghĩa là tuyệt thực, và như là thiếu tá Liên Thành biết là khi mà Việt Cộng đó ai muốn tuyệt thực là nó bắt luôn cả tuyệt ẩm nữa, thì làm sao mà có thể mà có 22 ngày và 25 và bây giờ là đi tới 33 ngày, vượt cả cái thời điểm 28 ngày thiếu tá Liên Thành nói lúc đầu tiên, và khi mà coi này là 33 ngày. Như vậy thì bây giờ có thể làm một cái cuộc trách nhiệm là mình để camera 24/24 tiếng, nghĩa là trong phòng nó cho Điếu Cày ngồi đấy, Điếu Cày nghĩa là thử tuyệt thực cái chừng được bao nhiêu ngày, nghĩa là tuyệt thực nghĩa là được cả tuyệt cảm. Đây là những cái sự lão lường, nếu mà nó không giải quyết, không có giải thích được hai cái hiện tượng này thì nó là một cái thằng đại bịp rõ ràng thôi. Thiếu tá Liên Thành nghĩ đúng không cơ? Dạ vâng, cái anh thấy tuyệt thực của Điếu Cày và 27 ngày này thì cũng giống như là tên đại cộng sản đài ma tăng thì chỉ quan là tuyên bố tuyệt thực 90 ngày mà không chết ra anh. Đó. Cái vụ mà trận đấu 66 miền Trung thì sau khi mà bại trận rồi bị tưởng loáng và anh em chúng tôi dẹp tan cái phong trào đó rồi. Thì y bèn là tuyên bố tuyệt thực 90 ngày, mà cuối cùng sau 90 ngày nó vẫn sống nhân dân. Thì đó, thì Điếu Cày mà tuyệt thực 20 ngày hay là 37 ngày mà không chết thì cái điều đó cũng lạ. Bởi vì khoa học chứng minh rằng cái sức chịu đựng của con người đó, trong khoảng thời gian bao lâu tôi nghĩ là không quá 10 ngày 15 ngày là gặp nguy khổ để tính mạng rồi, mà bây giờ đến 37 ngày không chết thì cái đó cũng hơi lạ. Vâng. Một cái vấn đề mà lúc nãy Chính Việt đề cập đến là cái sự lừa gạt mà của cả cái băng nhóm của Điếu Cày,
là nói là điếu cày bị chặt tay đó, rồi ở hải ngoại này quyên góp tiền, ngay cả ở trên Pau Thoát cũng là quyên góp rầm rộ lắm thiếu tá Liên Thành. Và bây giờ cái số tiền nó đi về đâu? Nó đi về đâu? Làm cái trò gì? Trò đóng gì? Đây là những cái sự lừa gạt mà chúng thấy là chúng ta là những người Việt hải ngoại, chúng ta có những cái chúng ta bị hay bị nghe là động lòng trắc ẩn với lại những cái tên mà gọi là Việt cộng này, chúng ta không thấy được những cái âm mưu ma quỷ của chúng nó, nghe là từ trước đến giờ nó cứ lừa gạt chúng ta hết cái chuyện này sang chuyện khác, chuyện này sang chuyện khác. Dạ anh thấy cũng như những cái vụ bạo lụt á, dạ tôi cầm sáng nó gạt nó lấy tiền không à. Dạ mình phải nghĩ một điều rằng là trách nhiệm đó là của chính phủ cộng sản chứ không phải là trách nhiệm của người Việt hải ngoại. Từ rằng từ sao lại cứ xứng lưng với nhau mà góp cho bạo lục miền Trung, bạo lục miền Nam, cuối cùng cái tiền đó đi về đâu mà thân nhân chúng ta không có nhận được đó. Thì anh thấy rằng là khổ một cái là cái người Việt quốc gia ngày hôm nay á, những cái người Việt mà chân chính á lại quá ngây thơ và quá đạo đức, không chịu mở mặt. Trong khi đó đó thì cái đám cộng sản thưa anh bây giờ nó tra tồn quá nhiều. Trong cái vụ điếu cày này á, cộng sản ở Việt Nam nó rất rồi, ngoài này là cái đám cơ sở cộng sản ngoài này còn tô son niềm phấn cho điếu cày nữa, để làm gì, để phỉnh những người Việt quốc gia chân chính. Để nuôi một cái ông chủ tịch cầm đâm mà tuyên bố là anh định dưới cơ mà ta, anh nhận cái lá cờ vàng là tôi chấp nhận anh là người quốc gia, thì cái đó hằng chịu lắm và hằng khối hài và hằng ngây thơ không tưởng tượng được. Vậy mà chủ ông chủ tịch cộng đồng Việt Nam của mình là vẫn như vậy, thì hỏi làm rằng là dân Việt Nam, những người dân mà quốc gia mình ở trong vùng coi như có ông dân của ông mà không tin như vậy được. Anh thấy cái đó là một cái mà mình, tôi nghĩ rằng sợ gì mà ngày hôm nay tôi gửi không phải là cái lời thách thức, bởi vì dù cay không đáng để tôi thách thức. Tôi là một sĩ quan cấp tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi có cái niềm hãnh diện của tôi là sĩ quan cấp tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Điều cay không đáng để cho tôi thách thức, nó chỉ là một cái thằng cán binh cộng sản mà thôi. Nhưng mà sợ gì tôi muốn dùng đó để nói cho người Việt tị nạn cộng sản Việt Nam ở tại hải ngoại Việt rằng, ngoài chuyện chiến đừng tiến thành cộng sản, chúng ta đã bị nó lừa quá nhiều. Lịch sử đã chứng minh là chúng ta bị lừa từ 1945 cho đến bây giờ, và hiện tại chúng ta phải ở đây là vì cái lòng tin và cái sự thiệt tha của chúng ta. Cho nên tôi muốn gặp điếu cày để lộ mặt nó ra, để cho mọi người thấy đâu là thật, đâu là giả. Cái lỗi vì nó tôi không cần thách thức, vì cái tư cách tôi là sự tư cách của một sĩ quan cấp tá của người Việt Nam Cộng Hòa, nó không đáng để cho tôi nói chuyện với nó. Tôi nói thật với anh là như vậy đó. Dạ, nhưng mà sợ gì tôi làm như vậy để cho mọi người thấy đâu là sự thật mà thôi thưa anh. Vâng, cái lá thư, cái điều mà ông Trần Chính ông mới nói đó, khi nói về vấn đề hòa hợp và giải đó, thì chúng nó cứ bắt là những người hải ngoại thì chúng ta là phải nghĩa là chấp nhận cái sự hòa hợp hòa giải mà do chúng nó áp đặt, mà trong khi đó là chúng nó không có hòa hợp hòa giải với là nghĩa là nó có bao giờ nó mở miệng nó nói là nó hòa hợp với chúng ta không? Thì ta liên thành nghĩ sao? Nó không bao giờ nó hòa hợp. Nó chỉ hòa hợp giả tạo rồi cuối cùng nó phạt bồi dài thôi, anh thấy không? Dạ. Thì tôi đưa ra đó. Dạ, những cái thí dụ bao nhiêu lần hòa hợp rồi. Vâng. Bao nhiêu lần hòa hợp rồi, có cái lần nào mà thành công trong cái vấn đề hòa hợp không? Thì đó là lời lẽ của cái đồ ăn cướp, của cái quân ăn cướp mà thôi. Vâng. Không phải á, mà người quốc gia mình cứ bao giờ cũng tin vào cái lời đường ngọt của cái đám ăn cướp đó. Thành ra là tôi thấy hết sức là buồn lòng. Cho nên sợ gì là tôi gửi thơ cho nó là vì tôi muốn nói chuyện với nó để cho đồng bào thấy đâu là thật, đâu là giả mà thôi. Thế nó không xứng đáng để cho tôi tranh luận với nó thưa anh. Dạ vâng. Như chúng ta đã thấy đó là cái khi mà cái tên điếu cày này chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ này đó, thì việc làm đầu tiên là gì? Nó liên lạc với lại cái gọi là cái báo người Việt, mà ai cũng biết là cái báo người Việt đó là cái thằng Đỗ Ngọc Yến là một cái thằng gọi là như thế nào. Nó chụp hình chung với lại thằng Nguyễn Tấn Dũng nhé. Rồi có những cái là chiếu lăng Hồ Chí Minh nhé, rồi sỉ nhục quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa nhé,
rồi cái bài mới nhất là của bạn Sơn Hào đấy, rồi rồi rất là nhiều cái mà từ đó đến giờ nó không biết là bao nhiêu, là khi mà chúng ta phát giác ra thì nó lại xin lỗi, nó lại xin lỗi là nó thay đổi đấy đấy. Và cái việc thứ hai nữa là nó tới đấy nó 2 tiếng đồng hồ như nó nói, rồi sau đó là nó đến SBTN. Thì như thiếu tá Liên Thành vừa trình bày đó, khi mà hội luận ở trên cái hội trong cái hội trường đó, không có nghi thức chào cờ, không có nghi phút mặc niệm và không có cả cái lá cờ đó nữa, thì chúng ta thấy là rõ ràng như vậy. Vậy thì Chính Việt hỏi thiếu tá Liên Thành là cái điều như Lưu Chính Việt đã đưa lên trên cha hôm nãy đó, là bàn về cái tên điếu cày này và cái tên bộ đội gọi là dắt râu điếu cày này, và đồng thời những cái cơ quan truyền thông như chúng ta đã biết, như là Chính Việt đã nói hôm trước là đưa ra cái tài liệu mà của BBC nói về Nguyễn Tấn Dũng đưa ra 20 triệu Mỹ công là trong cái vấn đề mà truyền thông đó, thì cái cơ quan truyền thông, các cái cơ quan truyền thông và những cái hội đoàn tổ chức nào mà đón tiếp đứa cài này, thiếu tá nghe là có lời nhắn nhủ nào với lại cái đám gọi là đám này hay không? Dạ vâng thưa anh, thì như tôi thưa với anh đã, và quý vị, sự gì tôi có cái bức thư gửi cho điều cài đó để mà ngoài là nói chuyện với hắn ta thôi, mà thật tình ra là tôi muốn lột hết tất cả cái sự thật, những cái gian dối của điều cày để cho ngoài người đó, người Việt quốc gia ở hải ngoại thấy rằng là đó, đừng có vội vã hấp tấp mà tin vào những cái chuyện gì như Tổng thống Thiều đã nói đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiều đề nghị Việt Nam Cộng hòa đã nói đừng tin những gì Cộng sản nói. Đó là cái điều mà cần thiết, là bởi vì tất cả những cái chuyện này chỉ là những cái chuyện mà giả dối, và điếu cày ra ngoài này có một cái nhiệm vụ hẳn hoi, chứ không phải như quý vị tưởng là bị tù bao nhiêu năm rồi ra ngoài này bây giờ tranh đấu cái nhân chủ nhân quyền. Tất cả những cái chuyện đó chỉ là những cái chuyện mà gian cách của đám cộng sản Hà Nội, và đưa điếu cày ra ngoài này tạo điếu cày thành một cái thần tượng để cho quý vì những ai nhà già tôn thùng hắn ta lên là một thần tượng, và để trong tương lai có những cái chuyện chẳng hạn như nó có một cái hy vọng nào đó cầm nắm cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này để làm những cái chuyện khác và có lợi cho cộng sản. Thì thưa quý vị, cái lời mà nói mà thiết tha và chân thành nhất là xin đừng có vội vã tin những cái gì mà tên điếu cày và cái đám Việt gian cộng sản hiện tại đang nói. Vì trong tương lai cái chương trình của nó không những nó đi Washington DC, nó đi New York, nó đi một số các cái tiểu bang mà có cái cộng đồng người Việt đông đảo, thì sẽ có một cái số người bị mắc lừa và đón tiếp nó như là một anh hùng, đón tiếp nó như một nhà tranh đấu và tôn sùng nó. Thì chúng ta đã lầm lẫn là chúng ta đã đi vào cái kế hoạch, chúng ta mắc về vào một cái kế hoạch mà cộng sản nó đang dăng để nó lùa chúng ta vào cái lưới để mà nó kiểm soát. Đó là cái điều mà tôi cũng như một số anh em, chúng tôi có một số tin tức ở tại đây và chúng tôi cũng có một số tin tức ở tại Việt Nam cho thấy cái chuyện đó nó sẽ xảy ra như vậy. Không những trong tương lai, nó còn qua Canada, nó còn đi Âu Châu, nó còn đi Úc Châu để đem cái trò phịch gạt là tù tội bao nhiêu năm, tranh đấu cho tự do dân chủ để phịch gạt người Việt quốc gia tại hải ngoại. Đó là cái điều mà chúng ta phải cần để ý và phải cần đề phòng. Có một cái điều lạ là như thế này, thiếu tá Liên Thành, có những người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tù 12, 15 năm bị đánh thê thảm, bị bỏ vào trong cái gọi là biệt giam thê thảm như vậy, không cho ăn, không cho uống. Thế mà chẳng có ở hải ngoại này không có một cái tờ báo nào nghe là nêu cao vinh danh họ cả. Trong khi đó một cái thằng bộ đội nó đã cầm súng bắn vào người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, nó bắn vào người dân Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thế mà nó vừa bị ở tù ra là tôn vinh nó lên và đưa lên. Và những cái đám mà gọi là dư luận, cái dư luận viên mà ở trên Yahoo nó cũng là một cái đám rất là khốn nạn. Trong khi đó những cái tài liệu mà của tất cả mọi người đưa lên, thí dụ như bây giờ chị Việt đưa ra cái tài liệu của người Việt đi, thí dụ nha. Về người Việt á, thì cái, khi mà nó chiếu cái lăng của cái tên nghĩa là súc vật Hồ Chí Minh á, cái thằng mà thằng này thằng Hồ Chí Minh á, thằng đại tội đồ Việt Giang Hồ Chí Minh, thì nó chiếu cái thằng Hồ nha, lăng của Hồ nha, và cái cờ máu vào cuối tháng 5 năm 1989.
Đó, đó là cái sự kiện thứ nhất. Và đó, tại ngay thủ đô tị nạn của Liên Hợp Sài Gòn, trên cái đài truyền hình của người Việt. Cái vấn đề thứ hai nữa là một cái chương trình mà của VNCR, cũng là của công ty báo người Việt, đã thoá mạ cựu tù nhân chính trị. Cái này nó gồm có cả ngày ngày rõ ràng đề trên này là hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2014. Rồi rõ ràng ở trên chữ nghĩa là số Xuân Bính Tuất năm 2006 đó, thì tờ báo này đã ngang nhiên công khai ca tụng tập đoàn, những cái thằng đầu sỏ của Việt Nam Cộng sản, là Cán Bính Tuất Niên đó, đã rõ 10, đó là cái tên của thằng Đỗ 10. Đấy không? Anh hùng hào kiệt, thế phân đôi, anh tức là thằng Lê Đức Anh, là đại tướng của ngụy quân Việt Nam Cộng sản, kiệt lúc đó là cái thằng mà gọi là thủ tướng của Việt Nam Cộng sản. Rồi cái câu kế tiếp này, Khải Hoàn Lương Đạo An Ban Mạnh, đây có phải là bốn tên của thấy không? Phan Văn Khải nhá, đấy không? Thủ tướng Việt Nam Cộng sản nhá, thằng Lương là Trần Đức Lương nhá, thằng An là chủ tịch của thằng An là chủ tịch quốc hội nhá, và Lương là chủ tịch nước lúc đó nhá, Mạnh là tổng bí thư nhá. Đấy cái câu nữa này đó, Khải Hoàn Lương Đạo An Ban Mạnh. Rồi cái câu thứ bốn của nó là Minh Triết Trời Nam Tỏa Rạng Ngời. Triết cũng là một cái thằng chủ tịch nước Việt Nam Cộng sản. Đấy, chúng ta Lương Thành thấy rõ không? Mà khi chúng ta đưa lên những cái tài liệu đó, rồi cái thứ tư nữa là cái gì nữa, là cái cuộc mà thăm dò dư luận. Đây cái điều này là chúng ta phải để ý này nhé. Cái cuộc thăm dò dư luận của cái báo người Việt đưa ra cái số con số là 52% người Việt tị nạn đồng ý treo cờ máu của Việt Cộng. Chúng ta Lương Thành thấy cái điều này không? Thấy cái điều này không? Đó. Và cái số 5 nữa là số báo Xuân Mậu Tý 2008, cái tờ báo người Việt này đã vẽ cái lá cờ vàng sọc đỏ ở trong cái chậu rửa chân của những người làm neo đó. Những cái sự kiện này không có ai có thể chối cãi được, thưa ta Lên Thành biết rất rõ ràng cái chuyện này. Và ngày 8 tháng 7 năm 2012 thì đã cho cái bài đăng của tên Sơn Hào, chúng ta Lên Thành có thấy cái điều đó không? Như vậy là đây có nghĩa là cái sự kiện này là một cái sự kiện có tổ chức. Nếu mà chúng ta link tất cả những cái chuyện lại với nhau, hay là những cái lời nói của Trúc Hồ cũng như là của con Hồng Thuận, nó về Việt Nam nó đứng ở dưới là cờ đỏ vân vân, nó là Việt Tân vân vân, đại khái những cái chuyện đó là ai cũng biết cả, rất là rõ ràng về tài liệu, về video, về tất cả những cái của Ngô Kỳ ông đưa ra không thể chối cãi được. Thế mà chúng ta vẫn nghĩa là chu cái mỏ nó lên, nó nghĩa là bênh vực cái thằng điếu cày, cũng như bênh việc cái báo người Việt, cũng như là che chở cho cái tên Trúc Hồ. Và bây giờ đấy thì rõ ràng tất cả những cái vấn đề nó linh với nhau, và cái con bài mà cái lá cờ đó chỉ là cái điểm, đúng không, tức là cái diện, đúng không thiếu thưa Lên Thành? Còn cái điểm như thế nào, xin thiếu ta Lên Thành trình bày cái điểm ở đây. Anh nói đi dạ. Cái diện là cái lá cờ vàng, mà vì cái phản ứng đó, nếu mà chỉ cái việc nói thì hơi tếu một chút xíu cho thiếu tá Lê Thành. Cái đây là chỉ trao đổi với lại thiếu tá Lê Thành cho nó vui thôi, bên lề một chút xíu thôi. Là khi mà cái tên mà gọi là thằng bộ đội điếu cày này đó, khi nó bị ở tù nó bị chặt cái tay đó, mà khi mà nói là chặt tay thì báo Cộng sản nó không chối cãi, nó không có là phản ứng gì cả. Mà nó thiếu nhiều, chẳng hạn như là nó nói láo thì có thể đưa cái hình của cái điếu cày cầm ăn uống ở trong nhà tù đưa ra, thì nó không hề nhắc nhở gì cái chuyện đó. Thì chính vì giả thuyết rằng thì là cái sự kiện này là có thật, cho nên là khi mà giao trả điếu cày ra ngoài đó là bắt buộc phải đền bù lại cho điếu cày một cánh tay. Nhưng mà thiếu tá Liên Thành thấy không, cái thằng Phạm Quý Ngọ đó, thằng Quý gọi là cái thằng mà gọi là thượng tướng công an Việt Nam Cộng sản, nhân cái vụ mà đem 1 triệu tiền cho thằng Trần Đại Quang đó, thằng chó ngao Đại Quang là bộ trưởng bộ công an đó, thì sau khi đám cưới thằng con đó, mặt mũi còn nghĩa là hồng hào khỏe mạnh. Sau khi đó là khi mà cái nguồn tin mà đưa 1 triệu đồng mà của Phạm Quý Ngọ đưa cho thằng Trần Đại Quang, thì đột nhiên là thằng Trần Quý Ngọ này đã chết. Cho nên là cái chết với cái xác của nó chưa có kịp thối rữa, thiếu tá Lê Thành biết không, thành ra nó ráp cái cánh tay của cái thằng Phạm Quý Ngọ này vào cái tay của cái thằng điếu cày, cho nên là điếu cày khi mà thấy cờ vàng nó phải đẩy ra ngay. Tại vì một thằng không thằng công an cộng sản nào là chỉ chấp nhận để cầm cái lá cờ vàng của chúng ta cả. Chúng ta thấy thành nghĩ sao? Đúng, như vậy là sao được á? Yeah. Anh thấy mà cái đó là một cái mà anh thấy cái phản ứng tự nhiên á, yeah, của con người á, cái cờ vàng má sọc đỏ của mình quá như là một cái chỉ dấu hình
Thành khi anh thấy cái biểu tượng có một cái là lập tức anh giơ tay nào đẩy ra chứ. Không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ nữa. Anh thấy không? Vâng. Đó. Thì là có một cách là như vậy đó thưa anh. Dạ vâng. Thế bây giờ cái câu hỏi chót là chúng ta để kết thúc cái buổi hội luận ngày hôm nay. Nên là buổi hội luận ngày hôm nay là 58 phút 8 giây rồi. Bây giờ câu hỏi chót với thiếu tá Liên Thành như vậy này. Nếu giả sử như nó đồng ý nói chuyện hoặc là tranh luận với thiếu tá Liên Thành ở một cái nơi nào đó, và hai bên đều có những cái là thời lượng bằng nhau, tranh luận công bằng như thiếu tá Liên Thành đã nói, ok, để cho tất cả mọi người, cơ quan truyền thông đến để mà là thu nhận là tất cả những tin tức, thì cái mục đích của thiếu tá Liên Thành muốn làm gì trong cái cuộc mà gọi là tranh luận đó? Có phải là thiếu tá Liên Thành muốn nhắn một cái thông điệp đến cho toàn thể những người tị nạn Việt Nam Cộng sản là chúng ta, là thiếu tá Liên Thành muốn lật mặt cái thằng Việt Cộng mà điếu cày này, thằng bộ đội dắt dâu điếu cày này không, thưa thiếu tá? Thưa anh, cái chính là tôi muốn lật mặt và tôi lôi cái sự thật, cái sự dối trá của cái đảng Cộng sản Việt Nam phải cái tên điếu cày này ra ngoài để làm những cái điều mà phỉnh gạt đồng bào ở hải ngoại. Qua cái vấn đề truyền thống cũng như qua cái vấn đề mà nó nói là nó hòa hợp hòa giải dân tộc, cái mục đích của tôi là như vậy. Tôi lột cái sự thật ra để cho mọi người thấy rằng là đừng có cả tin vào những cái gì của cộng sản nói, cho dù đó là một cái người mà nó đã đưa vào tù 5 năm, 10 năm hay 30 năm nữa cũng chừng đó thôi. Tất cả chỉ là giả mạo, tù 30 năm hay tù 3 ngày cũng chừng đó thôi. Ngoài chuyện nó dàn cảnh để tạo một cái thần tượng, và sau khi mà thần tượng nó chín mùi rồi thì nó đưa ra ngoài để nó phịt gạt đồng bào tại hải ngoại, trong cái mục đích mà nó sẽ cầm nắm và kiểm soát đồng bào hải ngoại tất cả về mọi phương diện. Đó là cái chuyện mà tôi muốn có cái buổi mà gặp mặt với điếu cày để những cơ hội đó mà lột ra cái sự thật cho mọi người thấy. Còn đối với cá nhân điếu cày, như tôi đã thưa với anh 2-3 lần trong cái diễn đàn này rồi, nó không làm cái gì đối với tôi mà tôi phải thách thức nó. Với cái trình độ và cái tư cách của tôi là một thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi không đi đôi co với một thằng cán binh cộng sản. Nếu tôi đưa đôi co với nó, tôi đưa co những cái thằng cao cấp hơn đấy, mà những cái thằng cao cấp hơn cũng là một cái loại mà ngu dốt, cái loại mà răng đen mà tẩu, cũng đáng để cho những cái thằng sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa như tôi đi đôi co. Nhưng mà tôi muốn gặp nó để đặt những câu hỏi, và từ những câu hỏi đó lôi ra cái sự thật cho mọi người thấy, để mà tránh xa cái thằng này ra, để mà lập tan cái âm mưu thôn tính của đảng cộng sản Việt Nam đối với cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Đó là cái mục đích chính, thưa anh. Vâng, xin cảm ơn thiếu tá Liên Thành rất là nhiều. Đó là cái mục đích chính của thiếu tá Liên Thành trong cái việc mà gọi là tranh luận với lại điều cày. Vâng, xin cảm ơn thiếu tá Liên Thành. Dạ, thưa anh, cho tôi nói một câu nữa. Tôi xin nhận với ông điều cày rằng là tôi sẽ đối xử với anh như rất là công bằng. Anh có bao nhiêu phút nói chuyện, tôi có bao nhiêu phút nói chuyện. Anh có bao nhiêu phút trả lời, tôi có bao nhiêu phút trả lời. Anh có quyền đặt câu hỏi tôi và tôi cũng đặt câu hỏi về anh. Và một điều quan trọng là với tư cách và danh dự của một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi bảo đảm hoàn toàn về vấn đề an ninh cho anh. Anh không thể có một người nào ức hiếp hoặc là làm một cái điều gì khó khăn cho anh. Đó là cái điều mà tôi bảo đảm. Dạ vâng, nếu anh chịu tham dự của hội đồng với tôi. Vâng, xin cảm ơn thiếu tá Liên Thành rất là nhiều. Rồi xin tạm biệt thiếu tá Liên Thành, cũng như là tạm biệt tất cả quý ông bà và anh chị em đang có mặt ở trên diễn đàn, cũng như là quý vị thính giả lắng nghe chương trình website Chính Cái Việt. Xin mời thiếu tá Liên Thành. Dạ vâng, tôi có thể nếu như cái cuộc mà hội đồng mà điều cai chấp nhận thì tôi xin mời quý vị tham dự đông đảo để góp một cái tiếng nói, đi tìm ra một cái sự thật đàng hoàng để chúng ta không bị mắc lừa. Xin chào anh chị Kỳ Việt và xin chào quý vị trong diễn đàn ngày hôm nay. Dạ vâng, xin chào thiếu tá Liên Thành.
Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi mua đấy. Xấu quá. Số mày không không chết nhưng mà mày chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này còn. Cô cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy sao? Chọc. Dao cụ thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy, được rồi. Rò vào, đứng vào. Dao cụn sao? Nhưng dao. Đấy. Bắt đầu chọc đi, ông chọc đi, xong nó lấy lưỡi nó chảy ra. Đây này, cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái canh nhỏ. Nằm nằm thôi. Hứng nữa vào, không lấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra đấy. Nó dốc nó ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở. Nó còn thở.